Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng ta nói tới một cái đề tài. Thì các hãng truyền thông thông tấn trên thế giới cuối năm họ đã có những bài khen Việt Nam, thưa quý vị, và Quỹ tiền tệ quốc tế cũng đã khen Việt Nam, xin thưa là như vậy. Thì họ khen cái gì thì chúng tôi xin tổng kết cho quý vị. Thứ nhất là họ khen là chính phủ Việt Nam đã quyết liệt chống Covid. Ngoài cái chuyện mà làm tốt về vấn đề y tế thì Việt Nam còn làm tốt về vấn đề kinh tế. Trong khi các nước khác lao đao thì Việt Nam là top đầu của thế giới về phát triển kinh tế trong mùa dịch Covid-19 năm 2020-2021. Thì được biết rằng Việt Nam lẽ ra dự đoán là 1.6% phát triển kinh tế nhưng cuối cùng đã đạt được trên 2.4%. Thay vì phát triển âm, nếu không có dịch Covid-19 thì Việt Nam có lẽ đã phát triển ở tầm 6.8 tới 7.0%. Tuy nhiên chúng ta biết rằng rất khó để mà đạt được cái con số 7% như thế, vì có những cái ngành mà Việt Nam cũng đang rất khó khăn, chẳng hạn như ngành du lịch, ngành hàng không, vân vân. Thì hãng truyền thông AFP là một trong những hãng nổi tiếng trên thế giới, họ đã có bài phân tích về kinh tế Việt Nam. Thì họ nói rằng theo thông thường với những cái đại dịch thì người ta nghĩ rằng may mặc hoặc là các giày dép hoặc là các đồ điện tử hoặc là các sản phẩm điện tử của Samsung Việt Nam sẽ bị giảm số lượng xuất khẩu, thưa quý vị. Nhưng mà hóa ra thì vẫn xuất khẩu tốt. Có thể nói rằng Việt Nam đã có những cái mở rộng về các thị trường khác nhau, cho nên có thể nói rằng Việt Nam không bị động về vấn đề các thị trường đóng cửa hoặc suy giảm, mà Việt Nam vẫn tăng 2.4%. Có thể nói rằng đây là một cái tín hiệu rất tốt. Ngoài ra, xuất khẩu qua Mỹ trong 9 tháng đầu năm là trên 54.7%, cũng tăng trên 10%, thưa quý vị. Có thể nói là Việt Nam đã đẩy mạnh xuất khẩu sang Hoa Kỳ rất mạnh mẽ. So với các nước xung quanh thì có thể nói rằng bài viết của hãng AFP đã so sánh Việt Nam với Thái Lan và cho biết là Thái Lan đã suy giảm từ 7.4 tới 7.7 trong năm nay, thưa quý vị. Nên nhớ là Việt Nam vẫn tăng trong khi Thái Lan suy giảm nặng nề. Và bài báo cũng cho biết suy giảm là do vấn đề du lịch quốc tế đã không đến Thái Lan. Thì chúng ta biết rằng để cân bằng giữa y tế và kinh tế rất là khó khăn. Thì các hãng truyền thông thế giới họ tuyên dương Việt Nam là chỉ có 39 người tử vong liên quan đến bệnh nền trong mùa dịch Covid-19, thưa quý vị. Tức là thật sự thì cũng không phải 100% là do Covid-19, nhưng mà vẫn tính vào vài con số rất thấp, chỉ có 35 người tử vong và dưới 1.500 người nhiễm bệnh, thưa quý vị. Và họ nói rằng đất nước Việt Nam rất bình yên, người dân vẫn đi ra biển tắm, vui chơi một cách thoải mái ở các bờ biển, trong khi các nước khác đang vật lộn hàng ngày với số người tử vong rất cao, thưa quý vị. Thì đó là cái ánh nhìn và các lời khen của các báo chí quốc tế.
thì chúng ta cũng biết rằng ở Hoa Kỳ thì không thể so sánh với Việt Nam được, vì con số tử vong đã lên tới 310.000 người thưa quý vị. Và người ta không biết là cái đại dịch Covid-19 này có thể giết bao nhiêu người Mỹ, có thể trên cả triệu người cũng không chừng nữa thưa quý vị, hoặc là vài triệu người cũng không chừng nữa, vì cái tốc độ bây giờ đang bùng phát. Có thể nói rằng vào cái mùa thu và mùa đông sắp tới đây thì với cái môi trường mà có nhiều độ ẩm và môi trường nhiệt độ không nóng, tức là từ mát cho tới lạnh, thì rất thích hợp cho cái con Covid-19 này. Ngoài ra còn có những cúm mùa nữa thưa quý vị. Những con virus cúm mùa nó cứ tái đi tái lại hàng năm ở Hoa Kỳ này, và chúng ta biết rằng mỗi năm cũng có trên 100.000 người chết vì cúm mùa ở Mỹ này, cho nên là nhiều người đã phải chích phòng ngừa cúm mỗi năm, gọi là chích flu. Thì đó là những cái mà người ta đang sợ là có cái sự cộng hưởng của hai loại virus và làm cho cái gia tăng cái tỷ tuất thưa quý vị, cái tỷ số tử tuất, nói một cách là chết càng lúc càng nhiều, và bệnh này thì làm suy yếu cơ thể và làm cho cơ thể dễ bị nhiễm Covid-19 chẳng hạn như vậy. Con người có thể là vì bị bệnh cúm mùa trước làm cho cơ thể yếu, và con Covid-19 tấn công sau đó thì nó sẽ gia tăng thêm cái số người mà chết. Thì đó là những cái lo sợ của những nhà khoa học và những người bác sĩ. Thì hiện nay là tình hình ở các bệnh viện cũng rất căng thẳng và giới bác sĩ cũng rất mệt mỏi, nhiều người đã phải xin chuyển công tác hoặc là chuyển nghề thưa quý vị, vì cái áp lực rất là nặng nề. Có thể nói là cái số người chết trong bệnh viện nó ám ảnh những người làm trong bệnh viện thưa quý vị. Thành ra là có thể nói rằng Hoa Kỳ sẽ có những cái vaccine để mà phòng ngừa. Tuy nhiên đây không phải là thuốc điều trị, cho nên chỉ ngừa được phần nào mà thôi thưa quý vị. Thì phía ông Joe Biden, tức là tổng thống đắc cử, cũng tuyên bố rằng là hy vọng là sẽ có thuốc điều trị cho Covid-19 hoặc là thuốc đặc trị sẽ ra đời trong một thời gian sắp tới đây, để mà có thể là làm giảm đi cái tác hại của Covid-19. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng hiện nay nhiều nơi trên thế giới cũng đang bị đại dịch Covid-19, cho nên vấn đề du lịch cũng rất khó khăn, có thể là đóng cửa rất dài hạn, đóng cửa biên giới đối với du lịch thông thường. Và chúng ta biết là khi mà đóng cửa du lịch như thế thì sẽ dẫn tới thất thu về ngân sách. Có thể nói rằng ở nhiều nước tới 80% khách sạn hoặc các nơi cho thuê cho khách du lịch ngủ qua đêm chẳng hạn đã bị đóng cửa, và có thể là đóng cửa một cách lâu dài, dài hạn, gây ra cái thiệt hại kinh tế rất lớn, trên 80% thưa quý vị. Ở Hoa Kỳ này thì tôi có thể nói chẳng hạn như hệ thống Marriott Hotel thì đã cắt giảm lương 80% cho toàn bộ những người quản lý của hệ thống Marriott Hotel để cầm cự trong cái mùa Covid-19. Nhiều nơi, nhiều khách sạn, cái tỷ lệ mà chiếm phòng hoặc là những cái phòng có khách chỉ có 4-5%, còn hầu hết 95-96% là phòng bỏ trống,
không có khách muốn, thưa quý vị, mặc dù đã giảm giá nhiều lần và cũng không thấy có những cái con đường hồi phục trong thời gian ngắn trước mắt. Trong cộng đồng Việt Nam thì cũng đã có những người bị nhiễm Covid-19, thậm chí cũng có những người đã qua đời, chẳng hạn như ông Tổng Giám đốc Ngô Ngọc Hùng của đài phát thanh tiếng nói hải ngoại ở trong vùng thủ đô Washington đã qua đời vào cuối tháng 9 2020. Thì chúng ta thấy là có những người bệnh và có những người qua đời, do đó đã gây ra những cái ảnh hưởng về tinh thần rất lớn cho cộng đồng người Việt. Và hiện nay là có thể nói rằng cộng đồng người Việt cũng đã có nhiều trường hợp lây nhiễm dẫn tới chết người khác. Như tôi có biết một gia đình lên tới 21 người bị nhiễm bệnh, một gia đình khác thì có tới 11 người nhiễm bệnh Covid-19. Thì trong gia đình 21 người nhiễm bệnh thì đã có một cụ ông 94 tuổi tử vong vì Covid-19. Thì đó là những trường hợp mà chúng tôi biết. Hoặc là một người đồng nghiệp của bà xã tôi cũng đã qua đời vì Covid-19 vào tháng 4 2020 thưa quý vị. Và có những gia đình thì đang cầu cứu đồng hương vì kiệt quệ. Xin thưa quý vị là như thế. Có những gia đình bây giờ kiệt quệ là do công ăn việc làm bị đình trệ trong nhiều tháng và trong thời gian dài. Và chúng ta cũng biết đã đình trệ từ hồi tháng 2, bây giờ là tháng 12, tức là 10 tháng. Thì cũng có vài tháng là nhận tiền cứu trợ, tiền cứu đói, tiền thất nghiệp. Nhưng mà nếu dịch bệnh kéo dài, có lẽ cũng sẽ có những khó khăn nhất định đối với cộng đồng người Việt ở hải ngoại, thưa quý vị là như vậy. Nhưng mà nhân đây thì cũng nói luôn là có nhiều vị trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại này rất là líu láo, rất là to mồm, rất là láo xạo, thưa quý vị, có thể nói là như thế. Với cái tình hình mà cả nước Mỹ lo lắng, nhưng mà có những vị lên trên cộng đồng mạng tuyên bố bốc phát là tôi không cần mang khẩu trang, rồi dịch bệnh này là giả, là không có thật, là chỉ là cúm mùa bị chính trị hóa, ồn ào đảng Dân Chủ tung tin để phá hoại ông Trump, rồi Việt Nam thành công là do hên, coi như là bác bỏ những cái nỗ lực của chính quyền Việt Nam hoặc là người dân Việt Nam, cứ nói là bên Việt Nam hên. Mà tại sao bên Mỹ không hên tôi cũng không hiểu. Tại sao là cái ông mục sư David Lang của đạo Tin Lành mà không có cầu nguyện cho Chúa, cầu nguyện cho ông Trump, cầu nguyện cho người dân Mỹ, mà cứ mỗi ngày chết hàng 3,000+ người. Như vậy là cái ông mục sư David Lam này là quyền năng của Chúa đó không có, hay là bây giờ đổi tên thành ra là nhục sư chạy trốn rồi quý vị. Quyền năng Chúa gì mà không cứu được giáo dân, không cứu được cộng đồng, không cứu được ông Trump, cứ cho là bên Việt Nam người ta hên. Sao mà người ta hên hoài. Còn ông Trump, xin thưa quý vị là bây giờ 40+ vụ kiện là đã bị vứt vào thùng rác, kiện 50 vụ mà chỉ thắng được có 1 vụ, có thể nói là 49 vụ cũng sắp đi vào thua cuộc, thưa quý vị.
sao không thấy Hen ở đâu hết, không thấy là thư kiện Hen hay là mùa Covid để Hen, Hen để có tiền, Hen để không có bệnh, mà thấy càng lúc cộng đồng người Việt càng bị bệnh nhiều, càng có người chết. Để có những vị thì nói bừa rằng Việt Nam là xứ nhiệt đới, cho nên là chết ít thưa quý vị, do sức nóng của mặt trời làm cho chết Covid-19. Nhưng mà họ cũng không giải thích được là tại sao California cũng nắng nóng, tiểu bang Florida cũng nắng nóng, tiểu bang Texas cũng nắng nóng, nhưng mà bị Covid-19 tưng bừng thưa quý vị. Có thể nói cũng chết thuộc loại lũ khổ, chết mà không đủ xe đông lạnh để mà đông xác chở đi tới nhà quan thưa quý vị. Từ bệnh viện đi tới nhà quan không đủ xe, hoặc là có những nơi là không đủ bao đựng xác chết để bỏ vào. Ở bên Mỹ thì họ không có chiếu, cho nên họ cũng chẳng cuốn chiếu được thưa quý vị. Họ có những cái bao lớn cỡ như là những cái bao đựng rác lớn, họ bỏ thi thể của người chết vào đấy rồi đem đông lạnh thưa quý vị. Rất là tội nghiệp. Có thể nói là có nhiều cái chết rất thương tâm, có những cái mà vợ chồng không con cái, rồi cả vợ lẫn chồng bị bệnh Covid-19, không ai có thể săn sóc cho ai cả, cuối cùng ra đi. Xin thưa quý vị là như vậy. Rồi có những cái dư luận nói rằng Việt Nam chống Covid-19 thành công là do đàn áp nhân quyền thưa quý vị. Xin mở ngoặc và đóng ngoặc, đàn áp nhân quyền. Xin thưa quý vị là họ diễn dịch xuyên tạc. Việc mà bắt cách ly 14 ngày, bắt vô các doanh trại quân đội hay các khu cách ly thì được diễn dịch là đàn áp nhân quyền thưa quý vị. Đúng là sự xuyên tạc một cách buồn cười, một cách mà trơ tráo thưa quý vị. Tôi không hiểu rằng nhờ những cái mà cách ly như vậy mà đã cứu sống được biết bao nhiêu người, nhờ đeo khẩu trang một cách đơn giản như thế mà cũng đã cứu sống được rất nhiều người thưa quý vị. Có những người không đeo khẩu trang tới khi mà bị dính Covid-19 rồi mới ân hận, hối hận, mới nói ngược là Covid-19 là có thật và tôi là nạn nhân thưa quý vị. Và trước đấy thì lúc nào cũng hên hoang nói rằng Covid-19 là không có thật, là do đảng Dân Chủ thổi phồng thưa quý vị. Tới hồi mà bệnh nghẹt hai lá phổi, thở không ra, suýt chết bên chết xuống thì mới thấy Covid-19 là có thật, cơ thể lạnh tanh, sắp đi qua thế giới bên kia thì mới hoảng sợ. Và có những người đã đi thật, cũng có những người may mắn thì được sống sót, được giảm bệnh, coi như là cho về nhà, đem thêm bình khí oxy để thở. Thì có thể nói rằng Covid-19 là một cái sự thật hiển nhiên, không phải là hên, mà tất cả đều phải đổ công, đổ sức, đổ mồ hôi, đổ máu và rất nhiều sự mà quyết tâm để mà chống dịch trên một cái diện rộng, trên một cái đất nước thưa quý vị. Hiện nay là Covid-19 lan tràn khắp thế giới, có thể là có những ổ dịch ở ngoài Việt Nam, và
và chúng ta thấy là có những chuyến bay giải cứu đã đưa công dân người Việt ở nước ngoài về Việt Nam, thì có những vị đã bị nhiễm COVID-19 và được cách ly và được chữa trị ở Việt Nam, thưa quý vị. Thành ra là với cái uy tín của Việt Nam trong năm 2020 thì báo chí thế giới cũng khen Việt Nam làm rất tốt, từ chủ tịch cộng đồng ASEAN cho tới chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và những cái tổ chức khác, thì Việt Nam làm rất tốt, rất đúng, rất có uy tín, và thậm chí còn ra được nghị quyết của Liên Hiệp Quốc để mà nói về cái đề nghị ngày mà gọi là phòng ngừa COVID-19, thưa quý vị. Thì đó là những cái thành tích mà báo chí thế giới tổng kết và họ khen Việt Nam, thưa quý vị. Thì tiếp theo nói về tin tức kinh tế, một cái tin rất tốt cho Việt Nam là ở bên Ấn Độ là các nhà máy lắp ráp gia công đã có những nhà máy công nhân nổi loạn đốt phá, thưa quý vị, gây mất uy tín cho Ấn Độ. Có những nhà máy là hàng 2-3 ngàn công nhân vì bị quỵt lương, vì bị giảm lương, bất mãn, cuối cùng họ nổi lên đập phá tan tành. Có thể nói đó là một cái hình ảnh rất xấu cho Ấn Độ đã không kiểm soát được người công nhân, và nhiều hãng bây giờ họ dè dặt, thậm chí họ sẽ rút lui khỏi Ấn Độ, họ tìm một cái nơi khác, thưa quý vị. Và tiếp theo thì có một cái tin tức nói rằng Việt Nam hiện nay đang có khoảng 300 hãng đã được chọn lựa để tham gia vào các chuỗi cung ứng quốc tế, thưa quý vị. Tức là các hãng hoặc là các công ty của nước ngoài họ đã lựa mặt gửi vàng cho hơn 300 công ty của Việt Nam mà làm ăn có uy tín lâu nay để mà họ mời vào và lập thành một cái chuỗi cung ứng mới từ Việt Nam, thưa quý vị. Thì đó là một cái tin tức rất tốt cho người công nhân Việt Nam, cho người Việt Nam nói chung có uy tín. Thì ông bà mình cũng có nói, có đức thì bạc sức mà ăn, thì sẽ có những hợp đồng kinh tế lớn đổ về Việt Nam, vì họ cho rằng, như tôi có nói, các bài báo phân tích là Việt Nam rất có quyết tâm bảo vệ người dân, rất có quyết tâm phòng chống dịch một cách quyết liệt, triệt để, không như các nước khác, thưa quý vị. Các nước khác như Hoa Kỳ này, chống dịch một cách ầu ơ, một cách ầu ơ dưới dầu, nói chung là không có làm gắt gao, tôn trọng cái sự tự do cá nhân, cho nên đâm ra ông này nói gà, bà kia nói vịt, người thì bảo nên mang khẩu trang, người thì bảo không nên mang khẩu trang, chẳng có tác dụng, đó là trò vô ích. Rồi người thì nói là cúm mùa chả có gì phải lo, đây là coi như là tin giả chẳng hạn như vậy. Xin thưa là chống đánh xuôi kèn thổi ngược, cuối cùng hậu quả là đa đảng nát bét như tương, như một nồi cám heo. Xin thưa là như vậy. Ông nói gà, bà nói vịt, đảng Cộng Hòa nói kiểu này, đảng Dân Chủ nói kiểu kia, cùng một đảng Cộng Hòa, nhưng mà ông A lại nói kiểu A, ông B lại nói kiểu B, chẳng thống nhất gì được với nhau cả, thưa quý vị. Nói chung là rất khó khăn chứ không phải đơn giản.
chẳng hạn nói về vấn đề mà mang khẩu trang, thì sự thật rằng nước Hoa Kỳ vào cái tháng 2 thì thiếu khẩu trang, thưa quý vị, chỉ có trong kho là 60 triệu cái khẩu trang và có tới 330 triệu dân. Do đó nếu mà kêu gọi đeo khẩu trang thì cũng không có khẩu trang để mà đeo, vì tới 330 triệu mà chỉ có 60 triệu khẩu trang. Nhưng mà sau đó vài tháng thì Hoa Kỳ mua ở các nơi, chẳng hạn mua của Đài Loan, mua của Trung Quốc, thậm chí là đặt mua ở Việt Nam nữa. Và chúng ta biết rằng sau đó thì mới có dư để mà có thể kêu gọi người dân đeo khẩu trang. Nói chung là thông tin thì đa chiều, tự do vô tội vạ, tung hô thuốc này thuốc kia, đủ thứ tinh dịch thưa quý vị. Và cũng xin báo cho quý vị là YouTube đã chính thức ngày 14 tháng 12 là đã tháo bỏ rất nhiều những cái tin giả nói bậy bạ về dịch bệnh Covid-19. Chẳng hạn thì họ sẽ xóa những cái video đó. Chẳng hạn như có những vị lên trên YouTube và nói rằng không cần đeo khẩu trang, hay là Covid không đáng sợ, những lời tuyên bố vung vít mà cố ý đưa tin giả nhiều lần như thế, thì YouTube sẽ xóa bỏ, thậm chí là họ còn cảnh cáo là sẽ xóa cả kênh luôn nếu mà họ phát hiện ra chỉ toàn là thứ tin giả, tin tầm bậy tầm bạ, gây rối loạn cho xã hội. Và ở bên phía Facebook thì cũng tương tự có những cái hành động quyết liệt. Công ty Twitter cũng đã đưa ra những cái chính sách có thể nói là tấn công vào tin giả. Và một cái tin buồn ở hải ngoại cho những người mà lập ra các nhóm trên Yahoo Groups, tức là ngày 15 tháng 12, họ cũng đã tháo bỏ toàn bộ những Yahoo Groups của tất cả những nhóm trên diễn đàn Yahoo, thưa quý vị. Có thể nói là đây là một cái tin mà không tốt cho những ông, những bà tụ tập trên Internet, mở diễn đàn để mà liên kết, liên minh, rồi chống chính quyền Việt Nam, chống Cộng sản Việt Nam chẳng hạn, thì đã bị dẹp bỏ những cái nhóm như vậy, thưa quý vị. Thì đó là tin tức về báo chí quốc tế khen Việt Nam, thưa quý vị. Thì chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.